Hey!
đây để làm gì? Thưa cụ thượng quan, tiền nữ đến đây thì em có tiền ngờ. Em của nàng tên gọi là gì? Thì bác nhớ không? Không sai. Nhớ không? Đâu chứ? Chắc có lẽ là thằng đường xa dặn dặm nàng mới tới đây nên chưa biết đó thôi. Người mà nàng tìm kiếm chẳng ai xa lạ, người đó chính là ta. Là gì ta? Phải, còn nàng lá hãy diễn cái tù ổn chứ. Mong tìm
giờ hứng thì bốn chất gì với cũng thỏ tan khổ. Oh,
em không được các đứa con sẽ được vững lên bởi vì ổn độ. Người nội, người ngoại, họ hàng quý cô cũng đã mất đi một người thân. Số mấy ngày qua cũng được sự yêu của bà con cô bác, không quản ngày đường xa xa xôi, đến đây thắp hương chia buồn, giúp đỡ cho gia đình chúng con. Trong lúc tan gia bối rối hẳn có nhiều điều sai sót, cũng mong quý bà con cô bác nhiệt tình tha thứ bỏ lỗi cho. Và gia đình của chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cơ sở mai táng Tân An
quý sư thầy cùng toàn thể anh em trong ban nhạc lễ, đội kèn tây, đội ấn công cũng đã tạo hết mọi điều kiện cho buổi tang lễ của cha có thêm phần long trọng. Trước tấm chân tình đó, gia đình chúng con không biết lấy gì để đáp tạ thăm ơn. Giờ nơi đây, chị em chúng con xin thay mặt cho mẹ và gia đình gửi đến bà con cô bác có hai lời này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi.